Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm video người hóa rồng như thế này. Nhìn rất là ấu diệu và thú vị. Để làm video như vậy, đầu tiên mình sẽ quay hai video sẵn trước. Video thứ nhất là quay có người và làm một cái hành động tạo điểm nhấn. Ví dụ như trong cái video này là đang đi bộ và nhảy lên. Và video thứ hai là các bạn giữ nguyên góc quay của cái video thứ nhất và quay không có người như thế này. Và tiếp theo mình sẽ vào ứng dụng Keymaster, tích vào chỗ cận. Nếu mình quay đứng điện thoại thì mình sẽ chọn tỷ lệ khung hình là 9:16. Còn mình quay ngang thì mình chọn tỷ lệ khung hình là 16:9 này. Vào phương tiện, chọn nền. Ở đây mình sẽ chọn nền đen. Và mình kéo dài cái nền đen ra độ dài mình muốn làm cái video. Sau đó mình sẽ zoom như thế này, sử dụng hai ngón tay mình zoom lại như thế này để mình dễ chỉnh sửa hơn. Tích chọn. Tiếp tục mình sẽ vào một lớp, vào phương tiện và mình sẽ chọn cái video quay có người, video thứ nhất. Vào tính năng là độ phân chia màn hình này, chọn full màn hình. Tích chọn và mình sẽ di chuyển đến vị trí có điểm nhấn này. Ví dụ ở vị trí là chuẩn bị đang nhảy lên như thế này. Sau đó tích chọn vào video, vào biểu tượng ký kéo này, phân chia tại đầu phát. Tích chọn. Tiếp theo mình sẽ vào một lớp này, vào phương tiện và mình sẽ thêm cái video thứ hai, video quay không có người, cũng vào tính năng là phân chia màn hình này, chọn full màn hình. Tích chọn, vào lại một lớp, vào phương tiện và mình sẽ thêm cái video rồng bay vào đây, video rồng bay thứ nhất này. Vào tính năng độ phân chia màn hình này, cũng chọn là full màn hình. Tích chọn. Chọn vào video rồng bay thứ nhất lần nữa này. Kéo xuống phím chroma này. Kích hoạt. Và mình sẽ sử dụng hai cái thanh này để căn chỉnh cái độ rõ nét của con rồng. Nhưng ở đây mình sẽ để chế độ mặc định là 28% và 50% là nó sát nét, nó chuẩn rồi. Tích chọn này. Và các bạn sẽ di chuyển đến vị trí cuối cùng của video rồng bay thứ nhất này. Và mình sẽ thêm cái video rồng bay thứ hai vào. Tích chọn này. Cũng vào đồ phân chia màn hình này. Chọn full màn hình. Mình cũng làm tương tự như cái video rồng bay thứ nhất này. Chọn phím chroma. Kích hoạt lên. Tiếp tục mình vào mập lớp này, vào phương tiện này để thêm cái video rồng bay thứ ba vào. Cái này cũng tùy theo các bạn, mình cũng làm tương tự thôi. Các bạn muốn cái video mình nó dài thì mình sẽ thêm nhiều cái video rồng bay vào. Như vậy là mình đã thêm ba cái video rồng bay vào video này.
Tiếp theo mình sẽ di chuyển đến cái vị trí đầu nối giữa video thứ nhất và video thứ hai. Ngay cái chỗ điểm nhấn là đang nhảy lên như thế này, mình sẽ thêm cái hiệu ứng vào đây. Mình vào một lớp này, vào phủ ảnh. Và mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng là phần phép nè. Và ở đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng này. Tích chọn. Và mình review thử nè. Tiếp tục mình sẽ di chuyển đến vị trí đầu nối giữa video rồng bay thứ nhất và video rồng bay thứ hai. Và mình cũng sẽ thêm một hiệu ứng vào đây. Vào một lớp này. Vào phủ ảnh. Phòng phép. Và ở đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng này. Cái này cũng tùy theo các bạn. Các bạn muốn chọn hiệu ứng nào thì có thể theo sở thích. Tích chọn này. Và mình sẽ review nè. Cái đoạn này. Và tiếp tục mình sẽ di chuyển đến cái video rồng bay thứ ba và mình chọn đến cái đoạn là con rồng nó bay nó cuộn tròn như thế này. À, cái đoạn này mình sẽ thêm chữ vào đây như cái đoạn đầu video mình đã review. Và mình sẽ thêm cái chữ là Bảo Khang Vlog. Sau đó bấm OK. Tích chọn vào chữ A này. Chọn kiểu phông chữ. Trong này nó có rất nhiều kiểu phông chữ các bạn tùy chọn. Chọn vào ô vuông màu trắng để chọn màu chữ. Ví dụ đây mình sẽ chọn màu vàng này. Kéo xuống này. À, tính năng chữ tia outline này. Tạo viền cho chữ này. Kích hoạt đây. Và ở đây mình sẽ chọn viền màu xanh. Tích chọn. Tiếp tục. Tích chọn vào video chữ lần nữa này. Tạo cho nó cái hiệu ứng thứ nhất là trong một ảnh này. Chọn cái hiệu ứng là quay theo chiều kim đồng hồ này. Và mình sẽ chọn thời gian xảy ra hiệu ứng là 1.5 giây. Tích chọn vào video chữ lần nữa nè. Để tạo cho nó cái hiệu ứng thứ hai là hoạt ảnh tổng thể nè. Và ở đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng là FB như thế này. Tích chọn. Và mình sẽ review cái đoạn này. Và mình sẽ kéo lên đến cái đoạn là video rồng bay thứ ba này. À, cái đoạn con rồng nó bay khỏi màn hình và nó sẽ xuất hiện cái chữ là Bảo Khang Vlog này. Mình cắt cái đoạn này đi. Tích chọn vào biểu tượng ghi kéo này. Cắt sang phải của đồ phát này. Tích chọn. Và bây giờ mình sẽ review hết video. Tiếp tục, nếu các bạn muốn thêm hiệu ứng ngay ban đầu của cái video thì mình vào một lớp này. Mình cũng làm tương tự. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng này. Mình review nè. Mình sẽ căn chỉnh cái hiệu ứng. Nó ở trung tâm của con người nó sẽ đẹp hơn. Như thế này. Mình review lại. Sau khi chỉnh sửa video, các bạn cảm thấy ưng ý, muốn lưu video này về điện thoại, tích chọn vào biểu tượng 3 chấm chia sẻ nè. Bấm vào Export để lưu video về điện thoại. Nếu điện thoại của các bạn chưa có cái ứng dụng là KeyMaster, không có logo full tính năng, và những cái video đồng bay mình sẽ để cái đường link. Dưới video này các bạn chỉ cần bấm vào đó để tải và cài đặt về điện thoại của mình.
Và sau khi cái video này nó xuất xong, các bạn có thể là đang lên mạng xã hội rất là thú vị. Cách làm video người hóa rồng như thế này cũng rất đơn giản. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.